Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã chính thức khai mạc tối 8 tháng 6 tại Quebec, Canada. Chương trình nghị sự của G7 năm nay tập trung vào các vấn đề gây chia rẽ nhóm này, ví dụ như những chính sách gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có khả năng gây ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Ngày 6 tháng 6, tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố danh sách nội các mới gồm 17 bộ trưởng, trong đó có 11 nữ và 6 nam, sau khi vị chủ tịch đảng xã hội này được chọn để thay thế Thủ tướng Mariano Rajoy, vốn đã bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Tây Ban Nha ngày 1 tháng 6. Liên minh châu Âu cho biết khối này sẽ bắt đầu áp thuế bổ sung nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, với tổng giá trị lên đến 3,3 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 7. Mexico cũng thông báo nước này sẽ áp mức thuế quan từ 15 đến 25% đối với các sản phẩm thép và một số mặt hàng nông nghiệp của Mỹ. Đây là động thái đáp trả việc Mỹ tăng thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ các khu vực này. Ngày 4 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành thành luật về các biện pháp đáp trả chính sách chống Nga, một bước đi nhằm đáp lại việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung với nước này hồi tháng 4 vừa qua. Ba tháng nỗ lực thành lập chính phủ, sau hàng chục cuộc đàm phán thành lập liên minh thất bại, ba lần thay đổi bổ nhiệm thủ tướng, nhiều lần rơi vào nguy cơ bầu cử lại. Cuối cùng Italia cũng đã có một chính phủ liên minh mới giữa đảng phong trào 5 sao M5S và đảng liên đoàn phương Bắc với tân thủ tướng là ông Giuseppe Conte, chấm dứt những bất ổn liên quan đến bế tắc chính trị. Thế giới sự kiện tuần này sẽ đem đến cho quý vị chủ đề bế tắc chính trị Italia được tháo gỡ. Sau nhiều ngày bế tắc suốt 3 tháng qua, hai đảng lớn nhất tại Italia sau cuộc tổng tuyển cử đầu tháng 3 là đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc và đảng dân túy phong trào năm sau đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh do không có đảng nào giành được đa số tại Quốc hội Italia. Tuy nhiên, đó là một chặng đường với rất nhiều gian nan và trắc trở. Ngày 23 tháng 5, theo đề cử của đảng Liên đoàn và đảng M5S, Tổng thống Sergio Mattarella đã từng giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho giáo sư Giuseppe Conte. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông Conte đã thất bại do Tổng thống không chấp thuận đề cử ông Paolo Savona, nhân vật được cho là có quan điểm hoài nghi châu Âu, làm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính. Tiếp đó, ngày 28 tháng 5, Tổng thống Sergio Mattarella chỉ định ông Carlo Cottarelli, 64 tuổi, cựu giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, làm Thủ tướng lâm thời để thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, tất cả các đảng phái đều tuyên bố sẽ phản đối một chính phủ kỹ trị khi bỏ phiếu tại Quốc hội, đồng thời sẽ thúc đẩy bầu cử sớm vào mùa thu tới nếu không thể thành lập một chính phủ liên minh. Chỉ 3 ngày sau, ông Cottarelli từ chức và Tổng thống Mattarella một lần nữa bổ nhiệm luật sư Conte trở lại cương vị thủ tướng. Sau khi chấp nhận trở lại cương vị thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte cũng đã trình lên Tổng thống Mattarella danh sách nội các do mình đề cử, với sự đan xen chấp nhận được giữa các thành viên M5S và Liên đoàn phương Bắc trong cơ quan hành pháp. Chúng tôi sẽ tích cực làm việc để đạt được các mục tiêu chính trị đề ra trong thỏa thuận cường lĩnh lãnh đạo của đất nước. Chúng tôi sẽ có quyết tâm cao trong việc cải thiện đời sống của người dân Italia. Ngày 1 tháng 6, tân Thủ tướng Giuseppe Conte chính thức tuyên thệ nhậm chức, kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị tại Italia. Hạ viện và Thượng viện Italia cũng đã lần lượt thông qua nội các mới vào ngày 5 và 6 tháng 6. EU đang hết sức lo ngại về chính phủ mới của Italia trong bối cảnh liên minh giữa đảng M5S và Liên đoàn phương Bắc đều là các đảng dân túy phản đối châu Âu. Điều này kéo theo sự xáo trộn mạnh mẽ tại các thị trường tài chính. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Michele De Colle, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Italia tại Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa ông, được biết Italia đã thành lập được chính phủ liên minh mới. Điều này có ý nghĩa như thế nào thưa ông? Ngày 31 tháng 5, hai đảng ở Italia đã nhất trí thành lập một chính phủ liên minh. Chỉ vài ngày trước, vào hôm 1 tháng 6, chính phủ mới đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella. Mọi cố gắng đã giúp ổn định tình hình hiện nay. Vậy thành phần nội các mới của Italia có gì đáng chú ý thưa ông? Thành phần nội các mới bao gồm 18 vị bộ trưởng, trong đó chúng tôi có 5 bộ trưởng là nữ giới. Điều đáng chú ý là chính phủ mới là sự kết hợp là các nhà kỹ trị. Do đó, chính quyền này có sự tham gia của một số chuyên gia, nhiều giáo sư cũng như các chính trị gia.
Đây cũng là lần đầu tiên những người giữ chức vụ giáo sư, lần đầu tiên đảm nhiệm các vị trí mới trong chính quyền. Rõ ràng điều này đã làm dấy lên những tranh cãi nhất định. Tuy nhiên, đối với một số vị trí chủ chốt như Bộ trưởng Kinh tế, chúng tôi có giáo sư Giovanni Chia, vốn là một giáo sư vô cùng tài giỏi và nổi tiếng. Thế nên, theo ý kiến của tôi, chính quyền Italia đã có một quyết định đúng đắn. Trong khi đó, đối với chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, chúng tôi có ông Enzo Moavero Milanesi, người trước đó đã từng làm việc trong chính phủ. Chính vì vậy, ông ấy hiểu rất rõ công việc của mình cần làm. Quan trọng hơn là chúng ta không thể không nhắc đến lãnh đạo hai đảng phong trào 5 sao M5S và Liên đoàn Phương Bắc, những người đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng. Đặc biệt hơn, một trong số họ là Bộ trưởng Nội vụ Italia, và người còn lại là Bộ trưởng thuộc hai bộ khác nhau là Bộ Lao động và Phát triển Kinh tế. Thế nên có thể nói, họ phải gánh vác trọng trách khá nặng nề. Song, tôi nghĩ chúng ta cần cho chính quyền mới một cơ hội trong việc lựa chọn nội các mới. Vì vậy, tôi hy vọng tân nội các sẽ làm tốt công việc của mình. Cá nhân ông nghĩ thế nào về tân Thủ tướng Italia? Tân Thủ tướng Italia, giáo sư Giuseppe Conte, cũng là một nhân vật mới lần đầu nắm quyền, bởi ông ấy là một giáo sư luật từng dạy ở Đại học Lewis thuộc Rome. Trùng hợp là tôi cũng đã tốt nghiệp từ trường đại học này cách đây vài năm trước. Tuy nhiên, lúc mà tôi tốt nghiệp thì ông Conte lại không có mặt ở Rome. Trở lại với câu hỏi, tôi nghĩ vị tân thủ tướng hoàn toàn là một công việc mới mẻ đối với ông ấy. Song, ông ấy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nên tôi tin rằng ông ấy sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Tuy nhiên, ông Conte không điều hành đất nước một cách đơn độc. Điều quan trọng là ông ấy cần làm việc với đội ngũ của mình. Có thể nói, đội ngũ của ông Conte chính là xương sống trong thành phần của nội các mới. Hiện nay, điều dư luận quan tâm nhất chính là đường lối chống châu Âu của chính phủ liên minh mới. Theo ông, vị thế của Italia tại EU có bị ảnh hưởng với tình hình hiện nay hay không? Như bạn đã biết, chính quyền mới là tập hợp của các thành viên thuộc Đảng Dân Túy và Đảng Cực Hữu Liên đoàn. Trong suốt chiến dịch tranh cử, trước cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3 diễn ra, sau đúng 88 ngày, Italia cuối cùng đã thành lập được chính phủ liên minh. Thế nên đây là một quãng thời gian khá dài. Tuy nhiên, trong suốt quá trình tranh cử, mặc dù các đảng này đã có những phát biểu khá là mạnh mẽ về quan điểm chống châu Âu, thì họ cũng khẳng định sẽ không bao giờ rời khỏi liên minh châu Âu, đồng thời sẽ duy trì đồng tiền chung châu Âu. Thế nên, theo ý kiến của tôi, tiến trình để Italia, vốn là một trong những quốc gia hàng đầu trong EU, rời khỏi châu Âu là vô cùng phức tạp. Tôi không nghĩ Italia sẽ theo chân Anh tiến hành một cuộc Italiasis. Song, chính quyền mới rất có thể sẽ tiến hành tái đàm phán một số thỏa thuận có liên quan đến việc thúc đẩy sự hợp tác giữa tất cả 27 nước thành viên EU với nhau. Bởi các chính sách tiền tệ, ngân sách và ngoại giao giữa các nước EU cần trở thành chính sách chung của toàn châu Âu. Tuy nhiên, như bạn thấy đấy, trong một số trường hợp, các chính sách này lại tạo ra sự ưu tiên đối với một số quốc gia khác. Thế nên tôi hy vọng chính phủ mới ở Italia có thể đàm phán cũng như đạt được nhất trí với EU về một số chính sách, qua đó củng cố khối đoàn kết châu Âu và giúp khu vực này tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ châu Âu lo ngại về chính phủ dân túy của Italia mà các thị trường tài chính, các nhà đầu tư cũng vậy. Là một doanh nhân, ông có thể lý giải điều này. Trước khi chính quyền mới được bổ nhiệm, chúng ta có thể thấy rõ ràng thị trường tài chính và cổ phiếu ở Italia đã có những phản ứng lo ngại và bối rối nhất định. Tuy nhiên, có thể thấy hiện nay thị trường tài chính đã trở nên dần ổn định hơn kể từ khi chính phủ mới được thành lập. Điều này là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần nhớ rằng mọi chính quyền trên thế giới đều là cơ quan đại diện cho nhu cầu và mong muốn của tất cả người dân cũng như các cử tri, bởi vì Italia là một chính quyền dân chủ. Do đó, nếu người dân Italia tiến hành bỏ phiếu cho một đảng bất kỳ và kết quả là đảng nào giành chiến thắng, thì đảng này sẽ được trao cơ hội điều hành đất nước. Do đó, tại thời điểm hiện tại, tôi nghĩ thị trường đang nghiêng về phía phản ứng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, cũng như trông chờ vào các chính sách mà chính phủ đưa ra trong thời gian tới. Xét trên khía cạnh bền vững, tôi lạc quan rằng thị trường tài chính ở Italia nhiều khả năng sẽ đạt được sự ổn định. Đồng thời, chúng tôi có thể thu hút được các nhà đầu tư quay trở lại Italia, bởi vì bất kỳ quốc gia nào có một nền chính trị ổn định, điều này sẽ tạo nên điều kiện cho việc thực hiện các chính sách thu hút các nhà đầu tư. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Sau 6 tuần giảm điểm liên tục, các thị trường tài chính châu Âu đã có dấu hiệu phục hồi ngay sau khi chính phủ Italia được thành lập. Điều này cho thấy rõ sức ảnh hưởng của Italia đối với EU cũng như toàn thế giới. Theo nhận định của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italia, Ignazio Visco, tình hình bất ổn chính trị của nước này có khả năng gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Khủng hoảng tài chính sẽ theo sau khủng hoảng chính trị và nó sẽ khiến cho đất nước bị thụt lùi. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Italia trên trường quốc tế. Chúng ta không bị ràng buộc bởi các quy tắc của châu Âu, mà bởi tính hợp lý của nền kinh tế. Bên cạnh đó, một loạt các vấn đề cũ bao gồm quan liêu và tham nhũng sâu sắc đang đặt ra nhiều thách thức cho chính phủ mới của Italia. Chúng ta đã gặp phải sự sụt giảm rất lớn về đầu tư trong 10 năm qua, bởi vậy chúng ta khó có thể thành công trong việc cải cách ở Italia. Có rất nhiều vấn đề đang hiện hữu trong nền kinh tế, từ thị trường lao động cho tới vấn đề về năng suất. Các diễn biến xuất hiện trong thời gian vừa qua, lợi tức trái phiếu Italia tăng, giá đồng euro và cổ phiếu trên toàn thế giới giảm, cũng đã cho thấy khủng hoảng chính trị Italia ảnh hưởng thế nào tới châu Âu và các thị trường trên toàn cầu. Thị trường chứng khoán khởi sắc vì Italia đã thoát khỏi khủng hoảng chính trị. Họ đã có một chính phủ. Tuy nhiên, chính phủ này có thể làm giảm sự ổn định của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đó dường như là một cái giá để cho châu Âu đoàn kết với nhau. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mua trái phiếu vẫn tin rằng khủng hoảng Italia không làm giảm niềm tin của họ vào khả năng trả nợ của chính phủ nước này. Kể từ năm 2012, ECB đã làm tăng niềm tin của giới đầu tư khi tuyên bố rằng họ sẵn sàng làm mọi thứ để cứu vãn đồng euro. Tính đến thời điểm này, ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng chính trị Italia mới chỉ dừng lại ở hiện tượng bán tháo cổ phiếu trên các thị trường toàn cầu. Cũng giống như trong các cuộc khủng hoảng khác, nguồn tiền đầu tư của thế giới lại đổ vào việc mua trái phiếu của Mỹ, khiến tỷ lệ lãi suất trái phiếu của nước này giảm. Không nghi ngờ khi nói rằng Italia là nước chịu rủi ro lớn nhất về mặt kinh tế, cũng giống như các nước còn lại của châu Âu. Tuy nhiên, rủi ro từ quốc gia Nam Âu này chắc chắn sẽ lan rộng khắp thế giới. Thưa ông, với những bất ổn trong suốt 3 tháng bế tắc chính trị vừa qua, các doanh nghiệp cũng như thị trường tài chính đã bị tác động như thế nào? Vâng, như tôi đã nói trước đó, 3 tháng bất ổn chính trị quả thực đã ảnh hưởng rất nhiều tới các thị trường tài chính. Chứng khoán liên tục lên xuống, mọi thứ trở nên ầm ĩ, gần 3 tháng bất ổn kéo dài như vậy. Như tôi đã nói, các nhà đầu tư trên thế giới, họ đang theo dõi tình hình Italia hết sức chặt chẽ, xem điều gì sẽ xảy ra. Và chính quyền mới này, họ đã phát biểu rất mạnh mẽ quan điểm Italia trên hết và cam kết có các chính sách như vậy. Tất nhiên, người dân và Italia hết sức quan trọng. Chúng tôi là người Italia và người Italia rất vui khi chính phủ cam kết thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ có những hệ quả nếu chính sách mới không hiệu quả. Tôi lấy ví dụ người dân Italia quan tâm tới vấn đề việc làm vì tỷ lệ thất nghiệp ở nước chúng tôi khá cao, đặc biệt là trong giới trẻ. Hơn 30% thanh niên trong độ tuổi từ 25 đến 28 thất nghiệp và họ đang chờ đợi chính phủ tạo thêm việc làm, đặc biệt là những người vừa tốt nghiệp và đang tìm việc làm. Và nếu chính phủ đưa ra được một giải pháp và người dân tìm được việc làm, thì tình hình chính trị ổn định, tình hình tài chính đất nước cũng sẽ được cải thiện và các nhà đầu tư sẽ tìm đến Italia. Ông dự đoán thế nào về đường lối chính sách kinh tế thương mại của chính phủ mới của Italia? Vâng, tôi nghĩ chính phủ mới của Italia đang rất cân nhắc rất nhiều vấn đề để đặt Italia lên trên hết và đã vạch ra một số dự thảo chiến lược để thực hiện điều này. Bạn phải biết rằng chính phủ mới được thành lập bởi Đảng Phong trào 5 sao và Đảng Liên đoàn. Thế như Hiệp ước Liên minh mới được ký kết bởi hai đảng này. Trước khi lên danh sách nội các, họ đã ký đồng thuận các chương trình nghị sự chính gồm 34 điều khoản khác nhau. 34 điều khoản. Điều này rất quan trọng. Trước khi người dân đi bỏ phiếu, các đảng đã có chiến dịch tranh cử với cam kết khác nhau. Tôi sẽ làm điều này, bạn hãy bầu cho tôi. Nhưng khi một đảng chiến thắng, không phải mọi cam kết đều được thực hiện. Đó là chính trị. Hai đảng liên minh này, trước đây họ là đối thủ, không phải là đồng minh. Vì vậy, khi liên minh, họ sẽ phải ký một thỏa thuận trong 40 trang với hơn 30 điều khoản.
và các chính sách sau này sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận này, bao gồm cơ sở hạ tầng, du lịch, văn hóa, nông nghiệp và tất nhiên kinh tế, đối ngoại, mọi vấn đề liên quan đến Italia. Cá nhân tôi nghĩ rất khó để đưa ra các chính sách phù hợp hoàn toàn với 34 điều này, sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì chúng ta phải tìm được nguồn ngân sách để thực hiện các chính sách này, không dễ dàng. Và chính quyền chỉ tại nhiệm 5 năm. Thời gian này có thể ngắn, có thể dài, nhưng rất khó để thực hiện được. Thay đổi được mọi thứ như theo ý muốn của các đảng này. Sẽ tốt nếu như họ thực hiện được một số chính sách trọng điểm, ví dụ như thuế. Họ muốn giảm thuế. Những doanh nghiệp như chúng tôi hay tất cả những cá nhân đều kỳ vọng điều này. Và tôi biết chính phủ mới đang cố gắng. Họ có thể đưa ra các chính sách mới vào tháng mới, thậm chí năm tới. Nhưng tôi kỳ vọng vào điều này. Tại thời điểm này, các thị trường cũng lắng dịu và chờ đợi xem chính phủ sẽ đưa ra những chính sách gì và sau đó họ sẽ đưa ra quyết định. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Theo ông, quan hệ giữa Việt Nam và Italia trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, sẽ phát triển như thế nào? Mối quan hệ giữa Việt Nam và Italia trong những năm qua đã phát triển rất mạnh mẽ. Năm nay chúng ta kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một thành tựu lớn giữa hai nước. Mối quan hệ chính trị giữa hai nước đã trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn trong những năm qua. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua. Chúng ta đã thấy Thủ tướng Italia thăm Việt Nam năm 2014. Tổng thống Italia cũng đã thăm chính thức Việt Nam năm 2015-2013. Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm Italia nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khi hai nước ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược vào thời điểm này. Rất nhiều những chuyến thăm cấp cao như vậy đã được thực hiện. Nhiều phái đoàn doanh nghiệp cũng đã tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau giữa hai nước và làm vững chắc hơn giữa quan hệ ngoại giao. Trong lịch sử, quan hệ hai nước rất tốt. Vì vậy tôi nghĩ mối quan hệ này chỉ tốt hơn nữa trong tương lai. Về quan hệ thương mại, kim ngạch thương mại song phương đã đạt hơn 4 triệu đô la Mỹ giữa Việt Nam và Italia. Và vào thời điểm hiện tại, nhiều hàng hóa của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Italia hơn và chiều ngược lại. Vì vậy, thặng dư thương mại đang nghiêng về phía Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sớm cân bằng trở lại thương mại giữa hai nước và tăng cường sự hiện diện của các hàng hóa Italia tại Việt Nam. Tôi rất lạc quan vào quan hệ ngoại giao và thương mại giữa hai nước. Và với tư cách là đại diện của Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng được góp phần vào sự phát triển này. Vâng, vậy hãy nói về iCharm. Được biết tháng 6 này, Phòng Thương mại Italia cũng kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam. Ông có thể cho biết những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua với sự hỗ trợ của iCharm? Tôi rất vui mừng vì bạn đã quan tâm tới Phòng Thương mại Italia. Chính xác, năm nay chúng tôi sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập tại iCharm Việt Nam. iCharm là một tổ chức kết nối thương mại quốc tế, đã có mặt lâu đời trên thế giới. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp Italia và Việt Nam tham gia vào tổ chức chúng tôi để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, cũng như tư vấn hợp lý. iCharm cũng là một thành phần của Eurocharm. Chúng tôi khởi đầu với 40 thành viên và hiện nay có hơn 80 thành viên chính thức là những doanh nghiệp lớn tại Italia và Việt Nam. Tất nhiên, số lượng các doanh nghiệp Italia tại Việt Nam không lớn được như các doanh nghiệp khác, đặc biệt là châu Á hay tại Pháp, Đức, ở Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu khá muộn, nhưng chất lượng các doanh nghiệp mới là điều đáng nói. Chúng tôi có những thương hiệu rất lớn như Peugeot, Ariston tại miền Bắc và Cavico. Tôi không thể liệt kê hết các thành viên, nhưng tại Việt Nam, chúng tôi đã hỗ trợ các công ty lớn tại Italia trong nhiều lĩnh vực hoạt động hiệu quả như ngân hàng, dầu khí, nhà hàng, khách sạn, v.v. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa. Đó chính là chức năng của chúng tôi. Một trong số những chức năng chính của chúng tôi là kết nối doanh nghiệp với nhiệm vụ đưa các doanh nghiệp Việt Nam sang Italia và đưa doanh nghiệp Italia sang Việt Nam. Chúng tôi tổ chức hội thảo để cung cấp thông tin, kiến thức cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Mục tiêu của chúng tôi trong thời gian tới là tiếp tục phát triển. Chúng tôi hy vọng năm nay sẽ có thể thực hiện được các sự kiện lớn để đánh dấu sau 10 năm tại Việt Nam, cũng như tri ân đến thành viên của chúng tôi. iCharm Việt Nam cũng là thành viên của iCharm toàn cầu và chúng tôi không chỉ đóng vai trò kết nối Việt Nam, Italia mà còn kết nối Việt Nam với nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện kết nối tại Việt Nam với sự tham gia của iCharm khu vực như Thái Lan, Hồng Kông, Ấn Độ hay cả Dubai, Qatar. Tôi tin là chúng tôi có một vai trò quan trọng trong kết nối các doanh nghiệp.
Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và chúc cho giai đoạn 10 năm tiếp theo của ICHAM thành công hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Italia đã rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi không có chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4 tháng 3 để đứng ra thành lập chính phủ. Nhưng cuối cùng, chính phủ Italia cũng đã đưa ra được lời giải cho cuộc khủng hoảng này và hy vọng với tình hình chính trị ổn định được lập lại, Italia có thể tập trung giải quyết được những vấn đề kinh tế còn tồn tại và quan hệ Việt Nam-Italia sẽ tốt đẹp hơn nữa. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.